Xin chào anh em, đây là con iPhone XS và mình đã cập nhật lên iOS 14.5.1. Đây, 14.5.1. Thì sau khi cập nhật lên thì mình thấy nó không được hài lòng cho lắm, thì mình sẽ xin chia sẻ đây anh em. Thứ nhất về hiệu năng thì nó cũng rất là mượt mà, phát hiện đi thì cũng rất là mượt. Và mình quá trình chuyển đổi các ứng dụng thì rất là mượt. Nhưng một điều duy nhất các bạn hãy, mình không hài lòng nhất là về pin này. Thì trước khi cập nhật lên bản 14.5.1 thì mình đang sử dụng tới phiên bản iOS 14.4.2 thì pin cực kỳ là ok. Nhưng sau khi cập nhật này các bạn hãy nhìn đi. Đây có, đây pin của mình này, các bạn có thể thấy nhìn. Sau một ngày mình để qua đêm đây thì pin của nó này nó sẽ chạy xuống luôn. Như mình tắt màn hình không xài gì cả. Từ 11 giờ đến 8 giờ sáng thì pin đây nó sẽ chạy xuống này. Pin đó nó ngôn pin nó nguyên pin mình cảm thấy rất là nhiều, nó ngốn hơn cái với phiên bản 14.4.2. Và những anh em nào đang sử dụng phiên bản 14.4.2 thì hoặc là phiên bản khác thì anh em nên cân nhắc kỹ nhé, trước khi mình cập nhật lên 14.5.1 thì quả thực là mình không hài lòng cho lắm. Đó, pin thì nó đây, đêm mình không có xài cái gì hết thì nó vẫn xuống này, các bạn có nhìn thấy đây, nó đang chạy hình đây trong cái trên màn hình nền thì vẫn không phút sử dụng, trong nền không phút. Đó, từ 2 giờ tới 3 giờ sáng đó, mà sau đó nó tụt thế này. Đấy, quả thực là mình rất là buồn khi mà mình đã cập nhật lên 14.5.1. ở phiên bản 14.4.2 thì mình thấy rất là ok, nhưng khi mình cập nhật lên thì mình thấy nó giảm rất nhiều ở phiên bản 14.2 trên iPhone XS. Và những như các cái dòng iPhone khác thì mình không biết, nhưng mà vào dòng XS này thì mình khuyên các bạn hãy cân nhắc kỹ khi mình lên. Và mình vẫn chưa tìm ra được cái nguyên nhân mà làm sao nó để chế độ chờ mà iPhone nó hao hụt như vậy. Tuy nhiên thì các chức năng khác thì chuyển đổi ứng dụng thì nó cũng rất là mượt mà, không có gì mà chúng ta phải suy nghĩ cả. Tuy nhiên về thời lượng pin thôi, mình cảm thấy không ổn, thì mình chia sẻ cho anh em biết. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn anh em đã xem video của mình nhé. Và hãy đăng ký để mình có thể test những cái phiên bản iOS mới nhất cho các bạn xem và theo dõi trước khi chúng ta nâng cấp lên cập nhật cái phiên bản iOS cho chiếc iPhone của mình. Xin cảm ơn.